chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Lần đầu tiên thì cho phép cô AP xin gửi lời chào tới tất cả các khán giả đang xem chương trình Nói Đi Ngại Gì. Em là good boy, nam nữ dịch vụ bất thân chứ. Mối tình đầu thì mình xả láng đi. Tình đầu thì nó là một cái gì đấy rất là đẹp. Em cũng luôn luôn tự biết mình là ai. Đến bây giờ nó khẳng định là một chuyện hiểu nhầm. Chính xác thì bạn ấy đang cống hiến nhiều hơn em. Cái may mắn nó sẽ đưa mình đến với sự nổi tiếng. Nếu mà mình muốn đi một con đường dài thì mình không được giống bất kỳ một ai cả. Mấy tuần vừa rồi như em bắt đầu nghiện rap rồi sao? Hà Nội nay trở gió, liệu nơi đó có nhớ anh không? Nếu mình không được yêu thương ở trong cái mối quan hệ này thì chắc là em sẽ dừng lại thôi. Chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì chị tóc tiên chị còn đang phải hỏi, thì làm sao mà em trả lời được câu hỏi đấy.